Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai, ngày 6 tháng 4 năm 2015. Phần đầu chương trình có những nội dung chính sau. Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh họp bàn kế hoạch giám sát 6 tháng đầu năm 2015. Kiểm tra nhắc nhở việc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em. Phóng sự bưng sẩm trên đường phát triển. Một, nghe người dân nói có phóng sự người dân Bình Phước thiếu nước sạch. Tin trong nước, phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13. Lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp bàn kế hoạch nội dung giám sát 6 tháng đầu năm 2015. Trong tháng 5, Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thành lập đoàn khảo sát giám sát việc triển khai thực hiện luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung và kết quả đạt được từ khi luật được áp dụng trên địa bàn tỉnh. Đoàn khảo sát giám sát sẽ làm việc với 3 trạm y tế xã phường, bệnh viện đa khoa thành phố Vĩnh Long, Ủy ban nhân dân xã Lục Sĩ Thành, Ngãi Tứ, phường 8 và Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn, Tam Bình, thành phố Vĩnh Long, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế. Đợt giám sát nhằm nắm tình hình, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan, đồng thời đề xuất kiến nghị giải quyết những tồn tại vướng mắc trong quá trình thực hiện luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung. Sáng nay tại chùa Gò Xoài, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, Ban dân tộc tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt các thượng tọa, đại đức, ban quản trị sư sãi các chùa và các vị có uy tín trong đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện Trà Ôn mừng Tết cổ truyền Chon Chơ Nam Thơ Mây. Năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thực hiện nhiều chính sách phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống người dân, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống từ 2 đến 4% một năm. Dịp này, đại diện các chùa Khmer trong huyện cũng đề nghị chính quyền địa phương cần xây dựng những giải pháp thiết thực để giúp đồng bào dân tộc thoát nghèo bền vững, quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống cầu đường giao thông, mở rộng hệ thống cung cấp nước sạch, điện. Các đại biểu còn đề nghị cần thực hiện tốt chính sách cử tuyển học sinh dân tộc, đồng thời có giải pháp tạo việc làm để giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 3 năm 2015, tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn năm 2010-2014. Ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự. Nổi bật trong phong trào thi đua của ngành trong thời gian qua là công tác kiểm soát hoạt động tư pháp, thực hành quyền công tố đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Từ năm 2010 đến năm 2014, Viện Kiểm sát tỉnh đã giải quyết hơn 99,9% vụ việc được thụ lý và không thể xảy ra trường hợp bị bắt tạm giữ, tạm giam quan sai, quá hạn luật định. Ngoài ra, ngành còn thực hiện nhiều chuyên đề rút kinh nghiệm về chấp hành pháp luật trong thu thập, đánh giá chứng cứ, chống bức cung, nhục hình của cơ quan điều tra, chuyên đề nâng cao chất lượng, tranh tụng của Viện Kiểm sát tại các phiên tòa hình sự. Từ các phong trào thi đua, có 28 tập thể cá nhân được Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ khen thưởng. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thanh đánh giá cao và ghi nhận những kết quả tích cực từ các phong trào thi đua của ngành kiểm sát tỉnh. Ông đề nghị ngành cần triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn về luật thi đua khen thưởng, gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sáng nay, sau 2 ngày nghị án, Tòa nhân dân thành phố Vĩnh Long đã tuyên án vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại của hai chủ bè cá trong vụ sạt lở đất gây thiệt hại các chủ nuôi ở cá ở cồn An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ. Đây là phiên tòa thứ 3 được Tòa nhân dân thành phố Vĩnh Long đưa ra xét xử xung quanh vụ việc này. Tại phiên tòa, nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Thu đề nghị phía bị đơn bồi thường tổng cộng 641.166.000 đồng. Ông Đỗ Hàng Phong đề nghị bị đơn bồi thường 396.254.000 đồng. Đây là số tiền thiệt hại do thất thoát cá, hư hại bè, chi phí nhân công, chi phí mua thức ăn và tiền lãi ngân hàng tính từ ngày bị thiệt hại cho đến ngày 15 tháng 8 năm 2014. Trên cơ sở các chứng cứ đã thu thập được, hội đồng xét xử tuyên án buộc phía bị đơn là Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Vĩnh Long và đơn vị có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Vận tải Xuân Phát và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Minh Trưởng
phải liên đới bồi thường cho bà Nguyễn Thị Thu là 473.602.000 đồng, bồi thường cho ông Đỗ Hàng Phong 249.757.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, Bưng Sẩm là một địa danh nổi tiếng gắn liền với lịch sử chống giặc ngoại xâm của Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn. Từ vùng đất sinh lầy, nước động được ví như đồng thấp 10 thu nhỏ năm xưa, nay Bưng Sẩm đã thay da đổi thịt trở thành một cánh đồng trù phú mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân xã Hòa Bình. Những bậc lão nông tri điền ở Hòa Bình cho biết, Bưng Sẩm trước đây nguyên là một nhánh sông cạn kéo dài từ xã Nhân Bình đi qua xã Hòa Bình đến giáp xã Xuân Hiệp. Do địa hình hiểm trở, trong thời kỳ chống Mỹ, Bưng Sẩm là nơi đóng quân của các ban ngành cấp tỉnh, cấp huyện và cả các đơn vị bộ đội địa phương. Đối với kẻ địch, nơi đây được mệnh danh là Bưng Sẩm Đen, là đất tử địa. Nếu có càn quét, cũng chỉ vào được vòng ngoài, chứ khó lòng xâm nhập được vào bên trong. Nó đánh là chỉ đánh trực thăng, nó đánh kiểu mà nó quân, nó càn, nó đổ quân bằng trực thăng thôi, chứ còn nó không có kiểu mà nó đi, nó đâu có vô được. Trong chiến tranh nhân dân, Hòa Bình anh dũng kiên cường bám đất giữ làng. Sau ngày giải phóng, quân và dân Hòa Bình cùng đồng cam cộng khổ khắc phục hậu quả chiến tranh, bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới. Cái Bưng Sẩm này là cái đoạn đó là cỡ bề dài nó cỡ 6-7 cây số. Thì nói chung bề ngang có chỗ thì 500 có chỗ là 400 có chỗ là cái đám mùa cua giáp với Xuân Hiệp là nó muốn gần cây số. Nói chung cái vùng Bưng Sẩm này đất sâu, làm nông nghiệp là tôi mà 25 công chỉ có năm có 80 dạ thôi. Sau năm 77-78 đó thì huyện ủy cũng nói bây giờ để làm sao để mà đắp đập rồi bao khô, cho nên là hồi đó dùng bằng tay đó là xã này đó tập trung cái lực lượng là cỡ mấy trăm dân công, cái lực lượng làm bằng đêm đắp đập theo nước là đốt đèn măng sông, là mỗi một cái đập vậy là có thể 100-200 cái lực lượng dân công đó là đắp bằng đêm đắp theo nước đó, là đốt đèn măng sông đắp. Sau khi đắp xong rồi đó mới bao khô. Mấy năm đầu đó, là nước nó cũng như là phèn, cũng như là nghệ xuống sông là nó kêu mà nó vàng tươi ra. Phải trải qua nhiều năm bao đê đắp đập, tháo phèn, dùng đất cầm thủy ngày xưa mới chịu khuất phục ý chí con người. Từ sản xuất lúa một vụ trong năm, năng suất thấp, tăng lên 3 vụ trong năm, với năng suất bình quân 7-8 tấn một hecta. Riêng vụ đông xuân vừa qua, có nhiều hộ đã đạt được 10 tấn một hecta. Bưng Sẩm ngày nay đã có đường giao thông thuận tiện, điện sáng đến mọi nhà, nông dân không còn cảnh tay lắm chân bùn mà từng bước cơ giới hóa sản xuất. Đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên. Nếu như trước năm 1975, toàn xã chỉ có 10 ngôi nhà tường, lợp ngói, thì nay con số này đã tăng lên trên 2.400 căn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm còn 4,47%. Mới tiêu quản dân ở đây là muốn đi mua bán gì phải từ chèo ngược chèo xuôi đây tới Tập Bình đi phải 1-2-3 tiếng đồng hồ mới tới. Còn bây giờ mua bán yêu cầu lên chút xíu, 1 phút hồ là tới Tâm Bình. Bệnh hoạn thì muốn đi thì phải chèo ghe tới mãi. Còn bây giờ bệnh hoạn trạm trường là kế bên. Mà hiện giờ sự thật là có nông thôn quá thành thị rồi. Đèn, điện, trạm trường là đủ hết trơn, không có thiếu cái gì đó. Phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến, nhân dân Hòa Bình đang chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2014, xã đã hoàn thành 13 tiêu chí và phấn đấu đến cuối năm nay sẽ được công nhận là xã nông thôn mới. Như tin chúng tôi đã đưa, nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp của cầu Ô Me Lớn trên tuyến quốc lộ 53, Cục Quản lý Đường bộ 4 đã tiến hành duy tu, nâng cấp mặt cầu để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện khi qua cầu. Tuy nhiên, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Đông Đô chưa hoàn tất các thủ tục và không có các biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công, nên lực lượng thanh tra giao thông thuộc Cục Quản lý Đường bộ 4 đã đình chỉ thi công công trình.
lực lượng thanh tra giao thông đã lập biên bản đình chỉ, buộc đơn vị thi công phải có phương án đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời trả lại đúng hiện trạng ban đầu cho đến khi có giấy phép hoặc giấy thỏa thuận cho phép mới được tiếp tục thi công trở lại. Trước đó, lực lượng thanh tra giao thông thuộc Cục Quản lý Đường bộ 4 phối hợp với các ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra và nhắc nhở đơn vị thi công phải có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông khi thi công công trình. Tuy nhiên, sau thời gian nhắc nhở, đơn vị thi công vẫn chưa thực hiện. Như tin chúng tôi đã đưa, bắt đầu từ ngày hôm nay 6 tháng 4 đến ngày 10 tháng 4 sẽ là tuần lễ cao điểm tuyên truyền, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Theo kế hoạch tuyên truyền quốc gia, trong 5 ngày từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 10 tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành tuần tra kiểm soát việc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ đủ 6 tuổi trở lên khi tham gia giao thông trên các phương tiện mô tô, xe máy, xe đạp điện. Ghi nhận về tình hình thực hiện đợt cao điểm này trên địa bàn thành phố Vĩnh Long trong sáng nay. Tại trường tiểu học Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, đa số phụ huynh có ý thức đội mũ bảo hiểm cho trẻ, tuy nhiên cũng có không ít phụ huynh vi phạm. Sáng quên thì gấp quá, thường thường là thứ hai đi gấp quá nó ngủ trễ, dậy trễ chứ không có ăn ở nhà. Hồi đó giờ có biết nhưng mà giờ cũng chưa có nghe nói là bị phạt, có nói là 6 tuổi thì đội thôi. Nhầm bữa bé nó thức dậy rồi cái nó không vô đội, mình ném nó quạo quọ này kia đó. Tại mình ý y là tại nhà với trường nó cũng gần, thì tới giờ nếu mà nhắc nhở thì khuyên con tôi đội từ nhà tới trường. Rất nhiều lý do được đưa ra. Song ngoài vấn đề thuộc về ý thức của các bậc phụ huynh trong việc bảo vệ trẻ khi tham gia giao thông, còn có một nguyên nhân là trước nay chưa thực hiện các chế tài cụ thể cho quy định bắt buộc này. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, từ ngày 10 tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước sẽ đồng loạt tiến hành xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi xe gắn máy, xe đạp điện. Chở cái trẻ em là không đội mũ bảo hiểm thì vẫn còn xảy ra ở các cái trường. Nhưng trong cái lý do này thì qua kiểm tra phát hiện thì lý do chắc cũng khó là cái nguyên nhân chủ quan của bậc phụ huynh. Chủ quan là bởi vì một đoạn đường là gần hoặc là một lý do nào đó. Trong buổi sáng nay thì đơn vị cũng đã kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục kể từ ngày 10 tháng 4 trở về sau thì đơn vị sẽ tổ chức là kiểm tra xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Nghị định số 171 của Chính phủ, trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên xe gắn máy bắt buộc đội mũ bảo hiểm cài quai đúng quy cách. Nếu người điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên, sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với mỗi trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đang vào thời điểm mùa khô, nhiều nơi trên địa bàn nông thôn, người dân rất vất vả để có nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt vì các dòng kênh đang dần cạn kiệt. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Bình Phước, huyện Mang Thít. Đây là dòng kênh chính cung cấp nước sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn ấp Thuận Thới A, xã Bình Phước. Một số hộ dân sống gần sông lớn đã đầu tư mua ống bơm nước từ sông lên. Còn những người điều kiện kinh tế khó khăn thì đành phải gồng mình sử dụng nước ở dòng kênh đã cạn và rất ô nhiễm này. Hồi trước là em cũng xài dưới kênh này, sau này thì cũng nhờ ống người ta rồi bơm máy motor từ dưới sông lên luôn, bơm lên bồn mình xử lý. Còn cái nước ở dưới kênh là ví dụ như có dạng như tháng khô, ví dụ hồi trước nha là cũng bơm lên xử lý rồi chỉ vũ với giặt thôi, với dội rồi thôi chứ còn uống thì uống nước bình. Dân ở trong này thì ở qua cái tháng khô này nè, có nghĩa là đập đìa nhà nước cũng như là dân người ta xiết nước ra để là mà thu hoạch lúa đó, cũng cày ải cái mùa thu đông á, cũng như là hè thu thì tất nhiên là ở đây là nước nôi nó khó khăn lắm, cũng như là xiết nước luôn là trong mấy người ở trong đập á là không có nước để sử dụng. Nước sông á thì nó cũng đã bị ô nhiễm, dân ở đây thì cũng rất cần có để nước sạch để sử dụng, để giữ gìn vệ sinh cho gia đình và cũng như toàn thể trong bà con. Điều đáng nói là cũng trên địa bàn xã có điểm trường mẫu giáo Sơn Ca 2 với trên 100 học sinh. Mỗi ngày, việc vệ sinh cá nhân của các em cũng phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước chính từ dòng kênh nội đồng. Sử dụng nước không đạt vệ sinh nên nỗi lo lắng về dịch bệnh cứ luôn thường trực. Mặc dù rất bức xúc, nhưng phụ huynh và các cô giáo nơi đây cũng không còn cách nào khác.
Trường của em thì ở đây là cây nước máy thì chưa có, cho nên là trường chủ yếu là xài nước là nhờ bơm nước nhờ của nhà, cái nước mương nhà của đối diện thôi. Cho nên là nước thì nó không đảm bảo vệ sinh. Thì mà tháng mưa thì cũng có nước, ở ngoài cũng có nước, nhưng điều mà xử lý thì cũng là nước dưới sâu, chứ trên ruộng đổ xuống thì cũng nước sâu phân thuốc rồi thôi. Nó nên không có đảm bảo vệ sinh lắm. Rồi tới tháng nắng thì lại nước nó cạn. Cạn thì bơm lên thì cũng sình bụng không, xử lý thì nó cũng không trong. Cho nên là cũng không có tốt cho sức khỏe của các cháu lắm. Học trò thì nó quá nhỏ, là con em là từ 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi. Bức xúc con cái là tắm rửa cũng vẫn không. Mà lau mạt chùi này kia thì học sinh nó không có được an toàn vệ sinh. Thành ra rồi giờ cũng yêu cầu các ban ngành để cho cái trường mình nó có nước sạch. Xã Bình Phước nằm ven đường tỉnh 903, tuy vậy tỷ lệ hộ dân có nước máy sử dụng của địa phương này rất thấp. Bên cạnh đó, trong mùa thu hoạch lúa hoặc làm đồng, do phải xiết nước phục vụ sản xuất nên người dân gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nước sinh hoạt. Về cái vấn đề nước sạch thì nó đang là một bức xúc. Bức xúc nói chung là dân có cái nhu cầu rất là cao về vấn đề nước sạch, tại vì cái tình hình ô nhiễm môi trường của địa phương mình thì ở nông thôn thì anh thấy là nước thì nó không có đảm bảo. Hiện tại bây giờ nhưng mà cái tỷ lệ mà người dân được tham gia nước sạch của địa phương hiện tại thì nó rất là thấp, nó chỉ chiếm khoảng chừng 35% trở lại. Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường của nông thôn á thì vừa qua thì cũng có liên hệ ở với xã là dự kiến là trong đầu quý 1 này là sẽ tiến hành là mở rộng thêm cái tuyến ống chính của cái nhà nước máy Phước Chí để cho người dân trong cái khu vực đó có thêm nước sạch để sử dụng. Do chưa có nước máy, việc người dân sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm luôn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, đặc biệt trong mùa nắng nóng. Do đó, việc xúc tiến mở rộng đường ống ở những nhà máy trên địa bàn để người dân có nước sạch sinh hoạt đảm bảo sức khỏe là việc cần làm hiện nay. Sáng ngày 6 tháng 4, phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 đã khai mạc tại nhà Quốc hội dưới sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các Phó Chủ tịch Quốc hội và đại diện lãnh đạo các bộ ngành liên quan. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan liên quan trong bối cảnh vừa tổ chức thành công Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU 132. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trọng tâm của phiên họp lần này vẫn là việc thẩm tra cho ý kiến và các dự án luật dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 tới. Theo đó, nội dung hàng đầu vẫn là việc triển khai thi hành hiến pháp năm 2013, đảm bảo quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân. Ngoài ra, trong chương trình làm việc, các đại biểu cũng nghe đoàn giám sát báo cáo về tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật. Tại buổi làm việc đầu tiên, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự án luật an toàn thông tin. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự án luật phí lệ phí. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự lễ khai trương và bấm nút chính thức bấm nút phát hành cổng thông tin điện tử Quốc hội tại địa chỉ www.quốc hoi.vn. Cổng thông tin điện tử Quốc hội được xây dựng trên cơ sở nâng cấp trang thông tin điện tử Quốc hội và hợp nhất các trang thông tin của các ủy ban, cơ quan của Quốc hội. Về xây dựng cổng thông tin điện tử Quốc hội nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, phục vụ việc tăng cường năng lực quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả trong hoạt động của văn phòng Quốc hội, chuyển tải đầy đủ, kịp thời hơn thông tin, tài liệu, hình ảnh về hoạt động của Quốc hội đến cử tri cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Mới đây, tại đình làng An Hải, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Ban Tế tự và Ban Quản lý Di tích đình làng An Hải đã tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm tri ân tưởng niệm những binh phu năm xưa đã có công ra quần đảo Hoàng Sa cắm mốc, dựng bia, khẳng định chủ quyền của Việt Nam và gìn giữ quần đảo này. Hoạt động này cũng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống của dân tộc, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa của người dân sống trên đảo Lý Sơn đã có từ hơn 400 năm trước, được các tộc họ trên đảo thường xuyên tổ chức hàng năm vào dịp trung tuần tháng 2 đến giữa tháng 3 âm lịch, là lễ mang đậm nét văn hóa truyền thống lâu đời của các tộc họ trên huyện đảo này. Lễ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống trên đảo, tái hiện nghi lễ tiễn đưa những hùng binh năm xưa, dân lệnh triều đình ra quần đảo Hoàng Sa cắm mốc, dựng bia và tuần tra khai thác sản vật, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên vùng biển Đông.
và khâu lề thế lính Hoàng Sa đã có từng hàng mấy trăm năm qua ở địa phương xã An Hải. Nói chung hàng năm đều tổ chức lễ khâu lề thế lính Hoàng Sa, mục đích để tưởng niệm các cái vong linh hùng binh cây đội Hoàng Sa. Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa không chỉ là một di sản văn hóa phi vật thể hết sức quý giá, góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa. Hoạt động này cũng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống của dân tộc đến thế hệ trẻ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài truyền hình Vĩnh Long. Tiếp theo là phần tin thế giới với những nội dung chính sau. Malaysia bắt giữ 17 phần tử bị tình nghi âm mưu tiến hành các hoạt động khủng bố tại thủ đô Kuala Lumpur. Chính quyền Hàn Quốc cho biết chưa nhận được thông báo về vùng cấm tàu trên biển từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên như đồn đoán từ báo giới mấy ngày nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, giới chức cảnh sát Malaysia hôm nay thông báo đã bắt giữ 17 phần tử bị tình nghi âm mưu tiến hành các hoạt động khủng bố tại thủ đô Kuala Lumpur, thành phố lớn nhất nước này. Theo Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia, vụ bắt giữ diễn ra vào hôm qua và trong số những nghi can có 2 người vừa trở về từ Syria. Việc bắt giữ các đối tượng trên đã nâng tổng số người bị bắt tại Malaysia với cáo buộc ủng hộ tổ chức phiến quân tự xưng nhà nước Hồi giáo IS từ đầu năm ngoái đến nay lên 92 người. Vụ bắt giữ nói trên diễn ra sau khi Bộ Nội vụ Malaysia hồi tháng trước đề xuất 2 dự luật chống khủng bố mới. Theo đó sẽ áp dụng quy định giam giữ vô thời hạn mà không cần xét xử, cũng như tịch thu hộ chiếu đối với những đối tượng bị tình nghi tiếp tay cho các hoạt động khủng bố. Theo một số liệu do chính phủ Malaysia công bố, đã có 67 công dân nước này được cho là đang tham gia tổ chức cực đoan IS tại Syria và Iraq, trong đó 5 người đã chết khi chiến đấu cho nhóm này. Hôm nay, Hàn Quốc cho biết chưa nhận được thông báo về lệnh cấm tàu từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, dù báo giới đưa tin chính quyền Bình Nhưỡng đã lập khu vực cấm ở vùng biển phía đông nước này. Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, lệnh cấm tàu đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4, và điều đó cho thấy Triều Tiên có thể sẽ phóng một quả tên lửa tầm trung Rodong trước thềm chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Seoul. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo trưa nay, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Na Seung-yeon cho biết, chúng tôi xác nhận rằng Triều Tiên chưa thông báo cho Hàn Quốc cũng như tổ chức hàng hải quốc tế IMO về việc họ có ban hành lệnh cấm tàu thuyền nào hay không. Về thông tin từ báo chí, ông Na cho biết không rõ đó có phải là dấu hiệu cho một vụ phóng tên lửa sắp diễn ra hay không. Ông nói thêm rằng thông tin tình báo đến nay cho thấy chưa có động thái bất thường nào từ Triều Tiên. Trước nay, chính quyền Bình Nhưỡng thường báo trước cho IMO về các vụ phóng tên lửa tầm xa mà họ cho là để đưa vệ tinh lên quỹ đạo, nhưng cũng có khi họ không thông báo về việc này. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC hôm nay cho biết sẽ đưa 2 máy bay chở thuốc men và nhân viên cứu trợ đến Yemen. Nỗ lực nhân đạo của ICRC được thực hiện sau 11 ngày liên quân các nước Ả Rập thiết lập vùng cấm bay để tiến hành các cuộc không kích chống phiến quân Houthi ở Yemen. Theo ICRC, họ đã nhận được sự chấp thuận từ liên quân cho phép 2 máy bay viện trợ, một chở hàng hóa và một chở nhân viên cứu trợ đáp xuống sân bay thủ đô Sanaa của Yemen trong ngày hôm nay. Đơn hàng viện trợ lần này gồm 48 tấn thuốc và dụng cụ y tế đủ điều trị cho từ 2.000 đến 3.000 người. ICRC cũng cho biết thêm họ đang chờ được cấp phép đưa một nhóm bác sĩ phẫu thuật đi bằng thuyền vào thành phố cảng Aden, miền nam Yemen, khu vực đang xảy ra giao tranh ác liệt giữa phiến quân Houthi và lực lượng ủng hộ Tổng thống Mansour Hadi. Liên Hiệp Quốc hôm 2 tháng 4 vừa qua cho biết, các cuộc giao tranh kéo dài 2 tuần lễ qua ở Yemen đã khiến hơn 500 người thiệt mạng. Nhiều người dân tại thành phố Aden cho biết họ đang thiếu lương thực và nước uống trầm trọng do không thể mua thức ăn, trong khi hầu hết các đường ống dẫn nước đã bị phá hủy. Tiếp theo là một số tin vắn. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Hôm nay, một tòa án phúc thẩm Indonesia đã bác bỏ kháng cáo cuối cùng của 2 nghi phạm buôn lậu ma túy người Australia bị tuyên phạt tử hình, gồm Andrew Chan và Miuran Sukumaran. Hai đối tượng này bị kết tội cầm đầu một đường dây vận chuyển trái phép chất heroin từ Indonesia sang Australia hồi năm 2006. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã từ chối khoan hồng cho họ, bất chấp lời thỉnh cầu nhiều lần từ phía chính quyền Canberra.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng và một số tướng lĩnh sáng nay đã đến thăm thành phố Erbil, thủ phủ khu tự trị người Quốc thuộc Iraq. Tại đây, họ cùng thủ lĩnh người Quốc Masoud Barzani bàn thảo về chiến dịch giải phóng thành phố miền Bắc Mosul từ tay nhóm phiến quân tự xưng nhà nước Hồi giáo IS. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Iraq al-Abadi đến thăm vùng này kể từ khi nhậm chức hồi tháng 9 năm ngoái. Hôm nay, đại diện các lực lượng đối lập ở Syria đã đến Moscow, Nga để chuẩn bị tham gia vòng đàm phán thứ hai với chính quyền Damascus. Riêng Liên minh Dân tộc Syria đã không đến tham dự. Đó cũng là một trong những lý do khiến người dân Syria tỏ ra không mấy hy vọng về một giải pháp hòa bình cho cuộc nội chiến. Lần gặp này dự kiến kéo dài từ hôm nay đến thứ Năm, chủ yếu tập trung vào vấn đề nhân đạo và nỗ lực tái khởi động cuộc đàm phán Geneva về hòa bình cho Syria. Tại thủ đô New Delhi, hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khởi động hệ thống chỉ số chất lượng không khí quốc gia nhằm theo dõi mức ô nhiễm cho 10 thành phố lớn. Chỉ số này sẽ báo hiệu tình trạng không khí là tốt, kém hay trong lành, có hại hay không độc hại đối với sức khỏe con người. Vấn đề ô nhiễm không khí gần đây đã trở nên báo động ở hầu hết các thành phố của Ấn Độ. Tại một cuộc hội nghị về môi trường, Thủ tướng Modi còn kêu gọi người dân thay đổi lối sống để hạn chế gây ô nhiễm. Cơ quan nghiên cứu hạt nhân châu Âu đặt tại Geneva, Thụy Sĩ hôm qua cho biết, sau 2 năm bảo dưỡng và nhiều tháng chuẩn bị, máy gia tốc hạt lớn LHC mạnh nhất thế giới đã hoạt động trở lại. Đây là sự kiện được các nhà khoa học hết sức trông đợi vì nó sẽ giúp các nhà vật lý khám phá những bí ẩn về thành phần cấu tạo vũ trụ, gồm cả vật chất tối và phần khoảng vật chất. Theo cơ quan nghiên cứu hạt nhân châu Âu, máy gia tốc trên đang trong tình trạng tốt và hoạt động mạnh hơn 60% so với năm 2012. Trong lần hoạt động này, LHC sẽ cho các chùm tia chứa hàng tỷ hạt proton di chuyển với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng theo hai chiều ngược nhau. Các nam châm mạnh sẽ hướng các chùm tia proton để chúng va chạm với nhau. Các thành phần được tạo ra từ vụ va chạm sẽ được nghiên cứu để tìm các hạt mới. Các thí nghiệm trên máy gia tốc hạt lớn LHC nhằm tìm kiếm các manh mối về việc hình thành vũ trụ thông qua nghiên cứu các hạt cơ bản, vốn là thành phần cấu tạo nên mọi vật chất. Năm 2012, LHC được sử dụng để chứng minh sự tồn tại của hạt Higgs boson và đem lại giải Nobel vật lý cho hai nhà khoa học đã đưa ra lý thuyết về sự tồn tại của hạt này. Chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.